Mọi người nhớ xem video Full HD để hình ảnh và âm thanh tốt nhất nhé. Bắt đầu ngày thu cắt thứ hai. Cắt luôn. Cái này được đấy. Đấy. Cái này ác đấy. Còn này nhá. À. Ừ. Này thì được nhanh cân lắm. Này nhá. Ui, xài thế. Một góc lắm sốc quả này. Đấy nhá. Có, à, chơi đi. Ui giời. Đẳng cấp vậy anh nhỉ. Kết trên này chưa? Này, nào. Kết chưa? Này. Ui giời. Đấy. Nhưng mà kết chưa? Thế này cũng cầm hạt không? Có, hạt nó về rồi chưa? Đấy, hai ông bà chú rồi. Đấy nhá. Này mới nêu giản thì đẹp lắm. Thôi quả này bé hơn được. Rồi, bé từ từ. Sau này anh cắt mang lên đường bán. Đấy. Quả này bé. Được, khập. Thế thôi, nốt quả đây thôi. Em đi em mang cho mấy thợ Hưng Yên. Nó. Nhìn hãy quán trước nhé. Ừ. Này đậu bình thường. Ừ. Nhìn quán này. Ừ. Ừ. Đây là như đấy. Lại ra nụ bình thường. À. Rất nhiều nhỉ. Đấy. Nắm thế thì cho nào. Đây. Đấy. À. Đấy. Đây lúc nhúc rồi. Ừ. Vẫn phải thui chứ. Anh cắt đi thôi, anh bác cắt đi không? Mời bác. Thôi đủ rồi chị ạ. Thế thôi. Đây nữa này, hôm nay là cắt đây này, đấy tỏ luôn rồi. Chiều. Cắt mang lên đường bán. Mang lên đường bán thì gần. Ừ, ngồi hôm nay rỗi rãi đem gì? Nhiều lắm, em nhìn thấy nhiều lắm đấy. Cắt đi thôi. Để hai giờ vợ cắt xong mang đường. Ừ. Nhá. Cắt gần thôi chứ. Cắt đi thôi, không có to quá. Đấy. Đấy nhặt đi. Ừ. Thôi, em thôi thế thôi. Kia kìa, quả kia chị ơi, chân này. Thôi em không cái kia. Về ăn. Về ăn hả? Em biết rồi nhưng mà không, em còn phải đi nữa. Anh chị đi đâu phải cắt hết lượt đến đấy. Không có nó già nó to. Ừ, cắt đi nha. Rồi. Đấy, đâu hạt không? Bây giờ đại ca lại sẽ lấy thêm 6 gói nữa. Thì cứ cắt vài cân chị lên bán á. Xong rồi hết lại cắt tiếp, cứ cắt hết ra làm gì? Đấy. Úi xưa. Đắm thế thì cho. Hiện tại bên em cũng có mấy loại thuốc đặc hiệu phòng trị héo xanh, chết dây, xoăn ngọn và một số bệnh về nấm trên các dòng cây, đặc biệt là cây họ dưa bầu bí. Mọi người muốn hỏi thăm bệnh cây có thể đặt câu hỏi ở dưới video hoặc tốt nhất là gửi hình ảnh qua Facebook Zalo cho em. Đồng thời các bạn muốn hỏi giống thì có thể gọi điện hoặc nhảy máy qua cho em. Em thấy cục quạnh nhớ em sẽ gọi lại. Em bán giá niêm yết công ty nên nếu công ty có chương trình khuyến mãi em sẽ báo với các bác. Bên cạnh đó video của em cũng có làm phụ đề. Nên các bác cũng có thể bật phụ đề lên để cho dễ hiểu.